Chiều nay ngày 28 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, góp ý về thực trạng và định hướng phát triển kinh tế xã hội. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cùng chủ trì hội thảo. Dự thảo quy hoạch lần này đưa ra định hướng chiến lược là xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố đáng sống, nơi mọi công dân của thành phố đều cảm thấy hạnh phúc, tự hào về thành phố của mình, hiện thực khát vọng chung của thành phố, tạo động lực, quyết tâm, phấn đấu, nỗ lực vươn lên chính mình của từng người dân, của mỗi cán bộ, đảng viên và của cả hệ thống chính trị của thành phố với sự trợ giúp phù hợp về chính sách của chủ trương hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng mang tầm quốc tế và có bản sắc riêng. Tại hội thảo, các chuyên gia đã đóng góp nhiều ý kiến, đặc biệt là đối với đánh giá hiện trạng cũng như xây dựng định hướng phát triển của từng ngành cụ thể trong quy hoạch lần này. Cái quy hoạch này nó khác với các quy hoạch kinh tế xã hội lần trước, chính nằm ở chỗ là tích hợp. Mình tích hợp các ngành chứ không phải là số cộng của các ngành. Nghĩa là cách trình bày giáo đó ở trong báo cáo để làm rõ rằng là cái phương án mình đưa ra đấy là cái sự cộng hưởng của các ngành tích hợp vào theo phương án đấy chứ không phải là số cộng của các ngành. Nếu như chúng ta coi Đà Nẵng là một địa phương chúng ta làm quy hoạch và nền kinh tế của Đà Nẵng thì cái phần xuất khẩu Việt Nam, cả nước thì xuất khẩu là qua khỏi biên giới Việt Nam, còn Đà Nẵng là xuất khẩu phải qua khỏi biên giới của Đà Nẵng. Như vậy toàn bộ cái dịch vụ du lịch của khách quốc tế, khách nơi khác của Việt Nam đến nó phải đều coi là xuất khẩu dịch vụ của Đà Nẵng. Thế thì cái động lực tăng trưởng của Đà Nẵng nó lại không phải là tiêu dùng nội địa, cái thị trường nội địa của Đà Nẵng đâu. Mà anh phục vụ cho vùng, cho nền kinh tế, nó là anh tạo cái đà xuất khẩu. Thì mình không nói là xuất khẩu, nhưng mà thực ra nó là cái yếu tố đấy. Đa số các ý kiến tại hội thảo ghi nhận những đóng góp của đơn vị tư vấn, lập quy hoạch về thực trạng và định hướng phát triển kinh tế xã hội được nêu ra trong quy hoạch lần này. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng những nội dung này còn đặng tính liệt kê, chưa đánh giá đúng cũng chưa bám sát thực tiễn. Vì vậy, thành phố cần tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh và tiếp cận ở nhiều góc độ để đưa ra định hướng phát triển kinh tế xã hội rõ ràng và có tính thực tiễn cao.